Đây, sau khi chúng ta đã trả 13 đồng cho tham quan King College thì chúng ta sẽ được đi vào trong cái cổng chính đó. Tham quan Queen College chỉ có 5 đồng thôi, nhưng mà tham quan King College thì phải tới 13 đồng cơ. Ok. Đây, chúng ta sẽ đi vào theo cái hướng này. Oh. Oh, you made it good. Yeah. Sorry at the back gate. Information on the table. Yeah. You thank you. And you're welcome to take photographs, but please not flash and not yeah. video. Yeah. Cái kiến trúc này thì cũng giống như là ở nhà thờ Thánh Paul. Ok. It's this door. King College này họ đây là một cái phòng cầu nguyện trong cái hall mà chúng ta đang tham quan. Ở đây họ không cho chúng ta quay phim cho nên là chúng ta phải quay lén thôi. Ở đây thì họ lấy ánh sáng chính là bằng cái cửa sổ kiến để lấy ánh sáng từ bên ngoài. Cái kiến trúc của này thì cũng giống như là cái nhà thờ Thánh Paul ở trên London. Dành cho các học sinh đi học ở King College này tham dự thánh lễ hàng ngày và hàng tuần. Những cái cửa sổ kính màu này là đặc thù của kiến trúc Gothic. Rất là nhiều phòng để cho những người sinh viên có thể cầu nguyện, sinh viên và giáo viên ở đây có thể cầu nguyện với các thiên thần, cầu nguyện với Đức Mẹ, cầu nguyện với lại Chúa rất là nhiều. Và đây là phòng cầu nguyện với Đức Mẹ. Cái này nó như một cái bảo tàng đó. Trường đại học có như một cái bảo tàng.
Đây là góc nhìn khi mà trời có nắng một tí à. Nó cũng lộng lẫy không kém gì nhà thờ Thánh Phaolô ở trên Linh Đình. Phải công nhận là người Anh họ làm cái nhà thờ của họ kinh khủng khiếp. Mấy cái kính màu này là đặc trưng của kiến trúc Gothic mà người chứa ở trên đất Anh. Chúng ta vừa ở bên trong cái King College. Và bây giờ thì mình vừa tham quan á, là cái trường à, là cái đây nè, là cái nơi giống như gọi là một cái nhà thờ á, một cái nhà thờ dành cho người và những người làm việc, sống làm việc và học tập tại đây. Thì còn cái cơ sở học tập á, là đây trước mặt chúng ta này, đó là những cái phòng học bên kia. Đây mình đưa cái camera qua bên đây cho mọi người xem. Đó là những cái phòng học, những cái nơi tổ chức giảng dạy của họ ở đó. Ở đây thì họ không cho người ngoài tham quan ở sau cái khu vực, sau cái khu vực này. Chúng ta chỉ được tham quan cái nhà thờ này thôi. Bây giờ mình sẽ đi xuống bên kia, mình chụp ngược lên, mình sẽ đi xuống ở cái cuối đường đó, cái chỗ mấy người đang đi đó, mình sẽ chụp ngược lên cái nhà thờ. Đây là cái góc giống như là góc, một cái góc mình thấy rất là đẹp. Đó, thì cái dòng sông này á, là cái dòng sông như lúc đầu mình có nói mọi người á, là cái dòng sông mà để đi thuyền á, mùa hè người ta sẽ cho sinh sẽ để cho các bạn sinh viên chèo thuyền đưa du khách đi chơi tham quan ở đây. Cũng giống, cũng tương tự giống như kiểu mà Little Venice ở trên London vậy đó. Còn bây giờ mình sẽ đưa cái camera về đây cho mọi người nhìn thấy một cái góc rất là đẹp để nhìn cái tòa nhà King College. Khi mà cái tấm hình chụp á, người ta chụp từ ở dưới, người ta ngồi từ ở dưới thuyền người ta chụp lên á, thì người ta cũng sẽ chụp được cái view như thế này, là một góc view, và một góc view như thế này. Và trước mặt chúng ta là cái tòa nhà mà chúng ta vừa mới vào tham quan á. Thì tòa nhà này có bề dài là 40m và bề rộng là 40m và bề rộng hình như là 24m. Còn phía bên cái tòa nhà màu trắng và cái tòa nhà màu vàng kia là cái của trường đại học. Kế bên trường đại học King College thì sẽ là đại học Queen College. Lúc nãy á, mình nếu mà đi qua cái cầu đó mà đi hướng ra ngoài kia á, thì là cái nơi mà lúc nãy mà mình đi vào á, cái cửa lúc nãy mình đi vào á, mình không có được, mà người ta không cho phép mình đi vào đó, tại vì cái lối đó là lối dành cho sinh viên thôi, còn không có dành cho khách tham quan du lịch. Thì đây là cái nơi giống như lúc nãy mình đã có nói, thì đây là cái nơi mà nổi tiếng và nổi tiếng trên toàn thế giới về cái vẻ đẹp, thứ nhất là vẻ đẹp, và thứ hai là về cái trình độ đào tạo rất là cao. Còn cái trường đại học mà Cambridge, University of Cambridge, thì nó lại không phải là cái trường King College này. Cái trường King College này mới là cái trường trình độ cao.
Còn mà cái trường University of Cambridge thì nó chỉ là trường bình thường thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài để cùng tham quan khu vực này một chút. Kế bên cái trường King College này mình cũng không biết đó là cái trường, không biết là cái trường college gì nữa. Để mình đi gần lại mình xem thử coi. Người ta có ghi tên không? Khu vực này thì rất là nhiều trường, như lúc nãy mình có nói á, nhiều lắm. Đủ thứ trường, nhiều, rất là nhiều trường. Đây giống như là một cái quần thể luôn á. Đây nè, The College and mà mình rất là thích cái kiến trúc ở cái khu vực này luôn á. Bây giờ mình sẽ men theo cái đường này để đi ra ngoài đi. King College là thuộc trong cái nhóm University of Cambridge, chứ không phải. Tại vì ở Cambridge thì có rất là nhiều trường, cũng giống như là Oxford vậy đó. Ở trong cái khu vực Oxford cũng rất là nhiều trường. Không phải là trường nào cũng là trường Oxford mà danh tiếng mà chúng ta đã từng nghe. Ở ngoài kia lại có một cái ngôi thánh đường nữa, cũng rất là đẹp kìa. Ở khu vực này công nhận ra nhiều thánh đường thiệt. Ủa cái đường này có đi ra được không ta? Đó, ở khúc ngoài kia rất là đẹp ha. Ủa? Ở đây là đường cụm ngoài, không có đường ra. Mình phải đi ra ngoài, ok. Mình sẽ đi ra ngoài. Chúng ta sẽ một lần nữa nhìn lại cái khu vực bên ngoài, cái khu vực sân trường của Đại học King College trước khi chúng ta rời cái khu vực này để chúng ta tham quan một cái khu vực mà cũng rất là international, có nghĩa là đó là cái khu vực ăn uống, cái hàng quán ăn uống ở ngoài khu vực bên ngoài đường bán gần cái Đại học King College này, rất là nhiều món ăn của tất cả các nước luôn. Rồi bây giờ chúng ta tạm biệt King College để chúng ta ra bên ngoài, đường bên ngoài để chúng ta tham quan cái khu vực gần đây. Đây là trước cửa trường Đại học King College. Thì mình sẽ đưa camera cho mọi người xem một lượt. Nhưng mà cái trường này á, thì ở ngay cái đoạn đường này là rất là nhiều các trường, nhưng mà cái khu vực này là bị cấm dành cho tất cả các xe luôn. Xe ô tô, xe car và xe taxi luôn, cũng cấm luôn, cấm xe gắn máy luôn, chỉ có xe đạp thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi xuống dưới này, ở đây chỉ có đi xe đạp và đi bộ thôi. Chúng ta sẽ đi xuống dưới này để xem cái khu vực ăn uống ở dưới này. Lúc nãy mình đứng ở bên trong rồi mình nhìn ra có một loạt các khu vực ăn uống ở dưới này. Ở đây cũng có các bạn học sinh, không biết là cấp 1 hay là, chắc mình nghĩ là cấp 1 ở các trường á, người ta đang đưa đi tham quan. Thì ở đây thì vào mùa hè thì sẽ rất là vui, rất là đông. Nhưng mà mùa đông này á, đây cũng đang là mùa xuân chứ không phải là mùa đông nữa, nhưng mà thời tiết vẫn còn khá là lạnh, cho nên là sẽ không có được đông vui như mà chúng ta mong muốn. Hai bên đường thì một bên đường thôi thì bán rất là nhiều những cái kỷ niệm, những cái gì liên quan tới Cambridge á. Còn ở bên này thì là các trường đại học rồi, họ chỉ bán một bên đường thôi.
đây là một cái thánh đường nữa. Khu vực hàng ăn chắc là ngoài bên kia. Cho nên chúng ta cũng nên ghé thử vào trong cái ngôi thánh đường này một tí đi. Khu vực mà bị hạn chế tất cả xe cộ thì phải công nhận là nó cũng khá an toàn. Hai người này thì chắc là người Hàn Quốc và hai mẹ con vừa chắc là vừa mới tới đây á. Sao lại có cái xe này lại chạy vào trong đây thế này? Mẹ đưa con đến trường để đi học á. Đây này, đây là cái khu ăn uống của khu vực Cambridge này đây. Rất là nhiều những cái thức ăn. Đây, khu vực chính nó giống như là cái chợ vậy đó. Và chúng ta đang có một cái bạn xe rác đậu ngay trước này. Giống như kiểu chợ trời vậy đó. Nhưng mà hôm nay thấy không thấy bán gì đâu. Mình nghĩ là đây là một cái chợ trời. Nhưng mà mùa hè thì sẽ rất là đông, mùa hè sẽ rất là vui. Ở trong này có lần đầu tiên mình thấy ở một cái chợ, một khu chợ mà có sửa xe đạp, tại vì ở đây là chỉ cho xe đạp di chuyển thôi mà, cho nên là có cả cái một cái tiệm sửa xe đạp ở đây. Những cái nơi bán xe đạp, sửa xe đạp ở đây rất là nhiều nha. Ở bên kia cũng có một cái nữa kìa. Đó, mình sẽ zoom lại gần. Đó, ở đó cũng có một cái là sửa xe đạp. Ở khu vực này thì mình thấy xe đạp rất là nhiều. Rất là nhiều xe đạp luôn. Cái này là chắc là đài phun nước. Giống như một khu chợ trời thôi. Giống như một khu chợ trời bình thường thôi. Vậy là chúng ta đã tham quan xong cái khu vực trường đại học Cambridge, trường đại học King College ở ở Cambridge. Ở trong cái thánh đường này á thì hiện tại bây giờ thì buổi trưa này chưa tới giờ được tham quan, và chúng ta sẽ họ chỉ mở cho tham quan sau một tiếng nữa. Mình sẽ ghé vào chỗ nào đó để mình mua một ly cà phê mình uống và mình cho nó ấm. Thế là chúng ta đã đi tham quan xong một vòng của Cambridge và cái nơi mà có trường đại học nổi tiếng trên khắp thế giới, đó là King College. Và kế bên King College thì là Queen College. Queen College nhỏ hơn. Phí vào tham quan King College là 13 đồng và phí vào tham quan Queen College là 5 đồng. Bây giờ mình đang đứng ở trên cái con đường mà như mọi người nhìn thấy á, đây là cái trường King College nè. Và cái con đường này thì không được phép cho xe cơ giới chạy vào.
Đây đây là cái bảng cấm ngay sau lưng mình. Nó chỉ có một đoạn thôi. Đó là không có được đi xe cơ giới vào đây. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi video đến giờ phút này. Chúc mọi người có một tuần mới làm việc thật may mắn và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Bye bye. Pantin, you want to be with us? Yeah. Yeah, you want to go? Fantastic, nice one. What's the name? So, you want to go here? No, now I go home.